Bây giờ là chuyên mục chính luận, xin mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Trần Trung Đạo. Hãy nói trước ngày chết. Trong lịch sử nhân loại không có một chủ nghĩa nào tàn bạo hơn chủ nghĩa Cộng sản. Từ khi tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời năm 1848 cho đến khi bức tượng Bá Linh bị đập đổ vào năm 1989, khoảng gần 100 triệu người từ nhiều quốc gia đã bị giết. Người đời có thói quen kết án Stalin đã gây ra tội ác tày trời đối với nhân dân Liên Xô. Mao Trạch Đông đã giết trên 30 triệu nhân dân Trung Hoa và Pol Pot tiêu diệt một phần tư dân tộc Khmer bằng súng và cả bằng dao phay cán cuốc. Những chuyện đó ngày nay nhân loại đều biết và tội ác của chúng không còn là vấn đề tranh cãi nữa. Tuy nhiên, làm thế nào một nông dân có gốc gác bình thường, nếu không muốn nói là hiền lành như Mao, lại có thể trở thành sát nhân của mấy chục triệu dân Trung Quốc? Làm thế nào Pol Pot, con của một điền chủ giàu có, được gửi sang Pháp ăn học, được bạn bè nhớ lại như một người nhã nhặn lịch sự và được gọi là trí thức trong xã hội Khmer còn chậm tiếng lúc bấy giờ, nhưng sau khi nắm chính quyền thì đã giết hại hai triệu dân khmer bằng búa dao và những cách giết người tàn bạo hơn cả trong thời trung cổ bởi vì chủ nghĩa cộng sản trang bị cho chúng một quyền lực tuyệt đối một niềm tin cuối cùng một lối thoát tinh thần một chỗ dựa lý luận để giải thích cho hành động bất nhân của chúng giết một vài đối thủ thì không sao nhưng để loại bỏ hàng triệu người là chuyện khác Stalin không thể lên tận các trại lao động khổ sai ở Siberia để bỏ đói những người chống đối y. Mao Trạch Đông không thể xuống từng trường học để tra tấn các thầy cô trong cách mạng văn hóa. Hồ Chí Minh không thể đích thân xử bắn bà Nguyễn Thị Năm trong cải cách ruộng đất. Nhưng họ có khả năng huấn luyện, đầu độc một thế hệ đào phủ thủ trẻ tuổi, hăng say và cuồng tín để làm thay việc đó quyền lực đặt vào tay của đám đao phủ thủ trẻ này chẳng khác gì con dao bén để chúng thanh toán những mối thù riêng và lập công dân đảng. Tình trạng kẻ sát nhân và gia đình những người bị sát hại vẫn còn sống chung làng, chung xóm, chung thành phố, không chỉ phổ biến tại Campuchia nhưng cũng rất phổ biến tại Huế sau vụ thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968. Số người bị giết trong vụ thảm sát Tết Mậu Thân khác nhau tùy theo nguồn điều tra, nhưng phần lớn công nhận số người bị giết lên đến nhiều ngàn người và kẻ thù nhân dân không chỉ là công chức chính quyền Việt Nam Cộng hòa mà còn rất đông sinh viên, học sinh, phụ nữ, trẻ em và ngay cả một số giáo sư ngoại quốc. Tài liệu liên quan đến thảm sát Tết Mậu Thân rất nhiều, từ điều tra của các nhà nghiên cứu nước ngoài cho đến các nhân chứng sống Việt Nam đến nay thành phần được nghĩ là đã gây ra biến cố đầy tang thương cho dân tộc việt nam này là những người huế nhảy núi họ là những người bỏ trường bỏ làng xóm bỏ cố đô lên rừng theo cộng sản và tết mậu thân đã trở lại tàn sát chính đồng bào ruột thịt của mình họ là những kẻ vừa được giải thoát khỏi nhà giam thừa phủ đưa lên núi huấn luyện vài ngày rồi trở lại giết chết những kẻ bị nghi ngờ đã bỏ tù họ không giống quân đội chính quy tấn công huế những du kích nằm vùng những thanh niên sinh viên học sinh là những người sinh ra và lớn lên ở huế thuộc từng tên phố tên đường biết tên biết tuổi từng người họ lập danh sách và đến từng nhà lừa gạt người dân bằng cách mời đi trình diện rồi sẽ trả về nhà ăn tết những người nhẹ dạ đi theo mà cho dù không nhẹ dạ cũng chẳng ai nghĩ mình sắp bị chôn sống chỉ vì làm cái chức liên gia trưởng của năm bảy gia đình ấp trưởng của một ngôi làng nhỏ hay xã trưởng của vài trăm dân kết quả từng nhóm từng đoàn người lần lượt bị đem ra tòa án nhân dân và kết án tử hình người nhảy núi nổi tiếng nhất là Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ngày 12 tháng 7 năm 1997, Hoàng Phủ Ngọc Tường trả lời câu hỏi của nhà văn Thụy Khuê về sự liên quan của ông đối với vụ thảm sát Tết Mậu Thân. Thực ra là tôi đã từ giả Huế lên rừng tham gia kháng chiến vào mùa hè năm 1966 và chỉ trở lại Huế sau ngày 26 tháng 3 năm 1975. Như thế nghĩa là trong thời điểm mậu thân năm 68, tôi không có mặt ở Huế. Và ông cũng thừa nhận thảm sát Tết Mậu Thân là có thật chứ chẳng phải mỹ ngụy nào dàn dựng. Điều quan trọng còn lại tôi xin ngõ bày ở đây, với tư cách là một đứa con của Huế đã ra đi và trở về. Ấy là nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tăng tốc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh chịu do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân. Đó là một sai lầm không thể nào biện bác được, nhìn từ lương tâm dân tộc và nhìn trên quan điểm chiến tranh cách mạng. Khi được hỏi ai là những người phải chịu trách nhiệm, Hoàng Phủ Ngọc Tường từng phát biểu, nhưng tôi tin rằng đây là một sai lầm có tính cục bộ từ phía những người lãnh đạo cuộc tấn công mậu thân ở Huế và tiếp tục nêu thêm chi tiết chính Đại tá Lê Minh, tư lệnh chiến dịch Huế Mậu Thân thừa nhận trong tạp chí Sông Hương dù bởi lý do nào đi nữa thì trách nhiệm vẫn thuộc về những người lãnh đạo mặt trận mẫu thân. Trước hết là trách nhiệm của tôi. Tóm lại, Hoàng Phủ Ngọc Tường trong buổi phỏng vấn dành cho nhà văn Thụy Khuê xác nhận ông ta không có mặt ở Huế trong suốt thời gian Huế bị Cộng sản chiếm đóng và những kẻ sát hại thường dân vô tội là do các lãnh đạo cuộc tấn công mậu thân ở Huế chủ trương. Tuy nhiên, 15 năm trước đó, ngày 29 tháng 2 năm 1992, trong buổi phỏng vấn truyền hình dài 15 phút dành cho hệ thống WGBH, Hoàng Phủ Ngọc Tường thừa nhận việc dư luận đang tố cáo ông là đúng, nghĩa là chính ông đã có mặt tại Huế. Tôi đã đi trên những đường hẻm mà ban đêm tưởng là bùn, tôi mở ra bấm đèn lên thì toàn là máu, nhất là những ngày cuối cùng khi chúng tôi rút ra và ông cho rằng một số người dân Huế chết thảm thương là do sự trả thù của chính người Huế với người Huế. Chính nhân dân đã căm thù quá lâu, đó là những người đã bị chính nó tra tấn, chính nó đã làm cho tất cả gia đình phải bị đi ở tù, ra ngoài đảo vân vân. Và đến khi cách mạng bùng lên, họ được như là lấy lại cái thế của người mạnh thì họ đi tìm những kẻ đó để trừ như là trừ những con rắn độc mà từ lâu nay nếu còn sống thì nó sẽ tiếp tục gây tội ác trong chiến tranh. Vào thời điểm năm 1982, Hoàng Phủ Ngọc Tường chẳng những không sợ gì phải che giấu mà còn xem đó như một thành tích cần được nêu ra. Xem đoạn phim khuôn mặt Hoàng Phủ Ngọc Tường đằng đằng sát khí khi diễn tả việc giết một viên chức Việt Nam Cộng Hòa, chỉ lấy lại mạng sống của một người, giá đó rất nhẹ và công bằng. Thái độ đó hoàn toàn khác với cái giọng ôn tồn khi ông ta nhắc lại lời của đại tá cộng sản Lê Minh như thay cho chính mình 15 năm sau. Bây giờ là những người lãnh đạo kế nhiệm ở Huế phải thi hành chính sách minh oan cho những gia đình nạn nhân mậu thân, trả lại công bằng trong sáng và những quyền công dân chính đáng cho thân nhân của họ. Thời gian đổi thay, lịch sử đổi thay và con người cũng thay đổi. Không phải chỉ Hoàng Phủ Ngọc Tường mà cả những cựu lãnh đạo Cộng sản Đông Âu, một thời giết người không chút xót thương, sau năm 1990 cũng trả lời báo chí với giọng ngọt ngào như thế. Hai buổi trả lời phỏng vấn hoàn toàn trái ngược, chứng tỏ Hoàng Phủ Ngọc Tường phải có một khó khăn để giải thích sự liên hệ của mình đến vụ thảm sát mậu thân. Lời phát biểu của ông cho thấy một điều, những người bị giết chắc chắn biết người giết mình là ai không giống hoàng phủ ngọc tường mâu thuẫn hai ông nguyễn đắc xuân và hoàng phủ ngọc phan từ trên núi theo đoàn quân cách cộng sản đánh vào huế hai ông không từ chối điều này nhưng đều phủ nhận đã có liên hệ gì với thảm sát mậu thân hãy thử đặt mình trong vị trí của các gia đình nạn nhân vụ thảm sát huế các ông có nghĩ rằng chính hoàng phủ ngọc tường hoàng phủ ngọc phan nguyễn đắc xuân hoặc đã giết hoặc biết chắc ai đã giết thân nhân các ông không chắc chắn là có không thể có lời giải thích thứ ba lẽ ra thảm sát tết mậu thân phải là nguồn thôi thúc cho nhiều tác phẩm văn học lớn nói lên sự đau khổ sự chịu đựng tận cùng của đồng bào huế nói riêng và dân tộc việt nam nói chung lẽ ra những người đang bị dư luận kết án nếu thực sự không tham dự vào cuộc tàn sát Thay vì thăng mây khóc gió trong văn chương hay lao đầu vào cơm áo nên dành phần còn lại của đời mình đi tìm cho ra cội nguồn gốc rễ để vừa giải oan cho đồng bào mà cũng minh oan cho chính mình. Gia đình nạn nhân còn đó, nhân chứng còn đó, hầm hố còn đó, bạn bè còn đó, chứng tích còn đó, chế độ còn đó. Có thể người đọc vì sự công phẫn chưa nguôi sẽ không tin hết các điều các ông các bà viết nhưng nếu đúng rồi, lịch sử sẽ tin. Nếu không làm thế, cơ chế độc tài này chắc chắn sẽ tàn lụi, nhưng tên tuổi Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh vân vân mãi mãi vẫn là những dấu đen ngàn đời không phai. Dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều thời kỳ suy vi và phân hóa nhưng sự kiện một số người giả tâm tàn sát nhiều ngàn người việt khác chỉ trong vài tuần bằng các phương tiện phi nhân chưa từng có như ở huế là lần đầu vết thương mậu thân sẽ không bao giờ lành một khi tội ác chưa được đưa ra ánh sáng nền tảng của hòa giải là công lý và sự thật chứ không phải là che đậy và lãng quên